Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 7 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Cùng với nhiệm vụ điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế xã hội, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng cần xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Đối ủy của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Đại học Huế đề mạnh thực hiện xét tuyển học bạ năm học 2021 để tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Các phương tiện vận tải chở đất đá, vật liệu xây dựng quá khổ quá tải là gia tăng, công tác kiểm soát các phương tiện này gặp khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Huế vào chiều qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu lưu ý, bên cạnh điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, sau khi mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết số 1264, Ban Thường vụ Thành ủy Huế cũng cần xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình cho biết, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng kinh tế xã hội của thành phố vẫn đạt được những kết quả quan trọng. 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 50%, giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 49%, thu ngân sách ước đạt 70%. Thực hiện nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các quyết định sáp nhập đảng bộ các phường, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh đã đề xuất giải đáp, làm rõ thêm một số vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy Huế quan tâm kiến nghị và định hướng những vấn đề phát triển của thành phố trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, thành phố Huế cần chủ động xây dựng định hướng phát triển theo hướng tự chủ, đảm bảo cân đối thu chi, có kế hoạch hợp lý thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Xây dựng nền móng vững chắc cho đô thị hạt nhân trong tiến trình xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Còn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu thành phố chú trọng hơn nữa đến công tác quy hoạch cũng như chất lượng quy hoạch để xây dựng đô thị trung tâm có tâm của tỉnh. Dù là mô hình đô thị nào, trong việc xây dựng Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố Huế vẫn phải đảm bảo tỷ lệ đô thị thực hiện được mục tiêu chuyển đổi 7 xã còn lại thành phường. Tiếp tục kiện toàn bộ máy để vận hành bộ máy chính quyền khi đã thực hiện mở rộng địa giới hành chính thành phố, rà soát các chỉ tiêu, các nhiệm vụ phát sinh, khai thác quỹ đất, một trong những nguồn lực còn rất lớn của thành phố để đầu tư cho phát triển thành phố Huế mở rộng. Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đánh giá cao những nỗ lực của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Huế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý để sớm ổn định tình hình, xây dựng và phát triển thành phố Huế xứng tầm là đô thị hạt nhân của tỉnh trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm. Đó là cần điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế sau khi mở rộng địa giới hành chính theo nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng sau thực hiện nghị quyết 1264. Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Rà soát để bổ sung hoàn thiện các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên nguồn lực để đầu tư nâng cấp đồng bộ các phường xã để đạt các chuẩn đô thị, đưa các xã thành phường trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, nhất là sau khi dịch bệnh được khống chế. Nghiên cứu xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù, tạo nguồn lực đầu tư cho thành phố mở rộng hiện nay. Khai thác, phát triển các ngành, lĩnh vực, yếu tố kinh tế mới của thành phố phát sinh sau quá trình mở rộng địa giới hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật trong đảng và cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ, năng lực công tác của cán bộ công chức viên chức, góp phần xây dựng đảng bộ và chính quyền thành phố Huế trong sạch, vững mạnh, xứng tầm là đô thị hạt nhân của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống bạo lụt năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, huyện Quảng Điền chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều loại hình thiên tai xảy ra liên tục từ đầu năm tới cuối năm. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai bạo lụt gây ra trong năm 2020 trên địa bàn huyện hơn 132,9 tỷ đồng. Bước sang mùa mưa bão năm 2021, với quyết tâm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra,
huyện Quảng Điền tập trung vào phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục kiểm tra, rà soát, xác định các vùng nguy hiểm khi xảy ra mưa bão, có phương án đảm bảo an toàn đê điều, kè, cống trong mùa mưa lũ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao hiểu biết về thiên tai, ý thức tự giác và năng lực cộng đồng trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ các thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ trọng của công tác phòng chống thiên tai, kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ các phương tiện vật tư, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình phòng chống thiên tai, rà soát các điểm xung yếu để có phương án tu bổ kịp thời. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, để có phần tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các văn bản để thực hiện điều chỉnh giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, để tiếp tục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn và góp phần triển khai các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công những tháng của năm nay và đầu năm sau, Ngân hàng Nhà nước xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư của Ngân hàng Nhà nước ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước giảm 50% phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, dự kiến để hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 hoặc phải trở về từ vùng dịch đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Trước tình hình này, tỉnh và một số doanh nghiệp hoạt động ổn định sẵn sàng mời gọi, giải quyết việc làm giúp họ sớm ổn định cuộc sống ở quê nhà. Một trong những doanh nghiệp thực hiện ngay và tạo cơ hội việc làm cho những người xa quê là công ty Scavi Huế qua việc áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với lao động may có tay nghề đã sinh sống và làm việc tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước nay trở về Thừa Thiên Huế. Để thu hút lao động vào làm việc tại công ty, đơn vị quyết định áp dụng một số cơ chế hỗ trợ hấp dẫn, gồm hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm PCR trước khi vào làm việc tại Scavi Huế, hỗ trợ đóng 5 triệu đồng đối với công nhân may có tay nghề ký hợp đồng lao động chính thức với công ty nhằm giúp ổn định cuộc sống ban đầu. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu đợt dịch lần thứ tư đến nay, toàn tỉnh có khoảng 300 doanh nghiệp dừng hoạt động, có khoảng 3.500 lao động bị dừng việc làm, mất việc làm. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cơ bản duy trì hoạt động, số người lao động mất việc, giảm việc không đáng kể. Vào chiều qua, Sở Y tế Thừa Thiên Huế tiếp nhận ủng hộ thiết bị, vật tư y tế do Công ty Cổ phần Dược liệu và Công nghệ Y tế Đông Tây hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công ty Cổ phần Dược liệu và Công nghệ Y tế Đông Tây đã trao 3.000 bộ áo quần chống dịch và 1.000 que hầu hồng để xét nghiệm PCR, tổng giá trị hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Trần Kim Hảo, Giám đốc Sở Y tế, đã cảm ơn Công ty Cổ phần Dược liệu và Công nghệ Y tế Đông Tây đã quan tâm chia sẻ những khó khăn, chung tay cùng ngành y tế đẩy lùi đại dịch. Trước đó, công ty đã tổ chức 3 đợt hỗ trợ hàng trăm bộ áo quần chống dịch và hàng nghìn que hầu hồng cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Y tế với tổng giá trị gần 150 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ công tác đánh giá tình trạng bệnh cho những bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng và bệnh nhân nặng, một số bệnh viện điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động máy chụp X-quang di động hiện đại, có thể đến từng giường bệnh để chụp mà không cần phải di chuyển. Đây là máy chụp X-quang thế hệ mới, rất nhỏ gọn, tiện dụng và cơ động trong di chuyển, có thể đưa vào từng giường bệnh để chụp X-quang phổi cho bệnh nhân, nhất là các trường hợp nặng, người khó khăn di chuyển. Trong kết quả chỉ sau 17 giây. Với thiết bị này, các bác sĩ điều trị nhanh chóng chẩn đoán tình trạng phổi và lập ra phác đồ điều trị bệnh trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất cho bệnh nhân COVID-19. Trang này chụp tại giường rất hiệu quả, mình đánh giá cái phổi của bệnh nhân. Để khi mình điều trị hay là như hồi sức thì phải chụp đánh giá cái phổi trước khi quyết định có cai máy hay không. Thì phải nói là những cái trang thiết bị này cực kỳ quan trọng. Máy được sản xuất tại Nhật, nặng gần 100 kg, khi sạc đầy pin thì dùng được 12 giờ với khoảng 200 lần chụp, có thể vừa sạc vừa chụp. Sau khi dùng xong cho bệnh nhân COVID-19 và khử khuẩn, máy X-quang này có thể dễ dàng đưa ra sử dụng chụp X-quang cho bệnh nhân ở khu vực điều trị bệnh thông thường. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, trong đó tổ chức triển lãm tranh cổ động tầm lớn về đề tài phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa phương, phát hành mẫu tranh cổ động về đề tài phòng chống dịch COVID-19 gửi về các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến với chủ đề "San sẻ yêu thương vượt qua đại dịch" đã được thực hiện với tên gọi "Chạy lên" tại 5 điểm cầu: Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát chèo Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Nhà hát ca mùi nhạc Việt Nam, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thuộc các thể loại như nhạc nhẹ, chèo, xiếc, với mục đích tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19, đã mở màn cho chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mang dấu ấn tuyên truyền.
Dự kiến sẽ có 10 chương trình nghệ thuật trong chuỗi các chương trình nghệ thuật trực tuyến phục vụ khán giả trên các nền tảng trực tuyến. Tiếp tục chương trình là những tin tức giáo dục. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có diễn biến dịch phức tạp, không thể tựu trường vào ngày 1 tháng 9 thì lùi thời gian tựu trường muộn hơn và chỉ cho học sinh đến trường khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Huế, đã có phương án chủ động, linh hoạt, phù hợp với thực tế, trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện xét tuyển học bạ để tạo thêm cơ hội cho thí sinh. Do đó, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, số lượng thí sinh xác nhận nhập học bằng phương thức xét tuyển học bạ tại Đại học Huế cao hơn cả năm trước. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày đầu tiên xác nhận hồ sơ nhập học đợt 1 theo phương thức xét học bạ của Đại học Huế, ngay từ sớm đã có khá đông thí sinh đến xác nhận hồ sơ nhập học vào các trường, khoa, thành viên. Đại học Huế cho biết, trong đợt 1, Đại học Huế đã sơ tuyển được gần 8.000 hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ. Đây là con số tăng khá cao so với năm ngoái. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, việc đi lại giữa các địa phương khó khăn, nguy cơ lây bệnh, nhiều thí sinh đã chọn xét tuyển học bạ trực tuyến. Những thắc mắc của thí sinh về hồ sơ xét tuyển hay điểm chuẩn các năm, thông tin ngành học đều được giải đáp nhanh chóng qua số hotline hay fanpage của các trường. Em lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ bởi vì được nhận được kết quả sớm và bởi vì em tốt nghiệp năm 2020. Bởi vậy chỉ có một phương thức là xét tuyển học bạ hoặc là thi lại thôi. Em nộp ngành kinh tế quốc tế của trường Kinh tế Huế. Tại vì em thấy phương thức này thủ tục nhanh gọn và tại vì trước sau cho em cũng học một ngành đó nên em thấy có phương thức học bạ thì sẽ khỏe hơn, đỡ tốn thời gian cho đời điểm chuẩn hơn. Em lựa chọn phương thức học bạ vì em thấy hàng tiếng và nhanh. Chứ vẫn có khoảng một tháng nữa thì mới biết điểm thì thôi mình đã đòi học bạ rồi thì thôi mình cho xét học bạ luôn. Vì cái ngành xét học bạ cũng là cái ngành mà em yêu thích nữa. Theo đề án tuyển sinh năm nay, Đại học Huế dành gần 4.000 chỉ tiêu trên tổng số gần 13.000 chỉ tiêu tuyển sinh cho cả phương thức xét tuyển học bạ và cả phương thức xét tuyển khác như thi tuyển đầu vào do trường tổ chức, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Theo đó, các trường đại học thành viên, các trường và khoa thuộc Đại học Huế, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn xét tuyển ở cấp trung học phổ thông của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ 1 của năm học lớp 12 để xét tuyển. Việc tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ khá phù hợp trong thời điểm dịch COVID-19 phức tạp. Điểm số trên học bạ cũng đã có độ tin cậy cao hơn những năm trước sau nhiều chấn chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm qua. Chính vì vậy, năm nay, một số trường có sự sàng lọc lớn thì cũng đã chấp nhận sử dụng điểm học bạ như một công cụ để xét tuyển chính thức của nhà trường, ví dụ như trường Đại học Y Dược và ngành Y tế công cộng. Đối với Đại học Huế thì chúng tôi tạo rất nhiều điều kiện cho thí sinh thực hiện phương thức học bạ. Đó là chúng tôi xây dựng hệ thống xét tuyển trực tuyến. Song song đó có thể là thực hiện bằng trực tiếp. Cái thứ hai là chúng tôi miễn phí tất cả các thí sinh mà đăng ký xét tuyển vào Đại học Huế theo phương thức học bạ. Vì vậy trong đợt một vừa rồi chúng tôi đã sơ tuyển và chúng tôi đã gửi thông báo cho các em khoảng hơn 8.000 thí sinh chất lượng đầu vào mà chúng ta hay gọi là điểm sàn rồi sau đó điểm trúng tuyển đấy, thì Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế rất quan tâm. Và cho đến thời điểm này thì cái ngành mà thấp nhất chúng tôi sử dụng học bạ xét tuyển cũng là ít nhất phải 18 điểm, còn có những ngành đến là 26 điểm. Do đó việc đánh giá thì điểm học bạ của em trong năm học 11 và học kỳ 1-12 với số điểm như thế thì chúng tôi thấy rằng là vẫn đảm bảo được kỳ chất lượng. Sau tuyển sinh đợt 1 bằng phương thức xét học bạ, Đại học Huế cũng bắt đầu sơ tuyển và gọi nhập học gần 6.000 thí sinh cho đợt 2. Việc lựa chọn xét tuyển bằng phương thức học bạ cũng là phương thức giúp các trường đại học sớm tuyển đủ chỉ tiêu và giúp thí sinh nắm chắc cơ hội vào đại học. Mô hình công dân học tập là một trong những mô hình được Hội khuyến học Quảng Điền tổ chức thực hiện thí điểm từ đầu năm 2021. Hội khuyến học Quảng Điền tổ chức hội nghị để đánh giá hiệu quả hoạt động để có thể nhân rộng mô hình này trên địa bàn. Mô hình công dân học tập huyện Quảng Điền được triển khai từ tháng 1 năm 2021 với 141 người tham gia ở ba đơn vị tổ dân phố Thạch Bình, thị trấn Sịa,
thôn Bao La, Đức Nhuận, xã Quảng Phú và thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành. Ở mô hình dòng họ có 3 dòng họ gồm họ Bùi, tổ chức phố Thạch Bình, thị trấn Sịa, họ Hoàng, thôn Hà Lan, xã Quảng Phú và họ Nguyễn Duy, thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành. Sau khi được Hội Khuyến học huyện chọn là địa bàn thực hiện thí điểm các mô hình công dân học tập, Hội Khuyến học các xã, thị trấn đã chủ động tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của huyện và đã làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về xây dựng thí điểm mô hình công dân học tập. Qua quá trình triển khai thực hiện đã mang lại những kết quả quan trọng trong phong trào tự học, học suốt đời. Phần cuối chương trình thời sự trên nay là những tin tức về giao thông. Sau một thời gian thi công, tuyến đường Lê Thuyết tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà đã hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại cho người dân địa phương. Đường Lê Thuyết là trục giao thông chính của người dân phường Hương Xuân, là đường cứu hộ cứu nạn khi có sự cố về thiên tai nối giữa quốc lộ 1A và đường Tránh Huế. Với chiều dài gần 2.300m, đã được đầu tư hơn 4,5 tỷ đồng để thảm bê tông xi măng. Công trình này kết hợp với hệ thống chiếu sáng đã mang lại bộ mặt mới cho nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sau một thời gian dài xuống cấp. Cái đường Lê Thuyết thì những năm trước đấy thì phải nói là xuống cấp quá trầm trọng, cho nên nhiều lần nói nhân dân và chính quyền địa phương nói cũng là kêu gọi đầu tư, nhà nước được đầu tư đường chuẩn bị xong, sau đó là coi như có một cái công trình điện chiếu sáng của đường Lê Thuyết dài khoảng là 2.300m, thì phải nói sau khi mà hoàn thành những cái công trình này thì nhân dân ở đây phải nói hết sức phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và chính quyền nhà nước ở đây. Đường được đầu tư với quy mô rộng 3,5 mét bằng bê tông xi măng, hai bên lề bù đất cấp phối K95, một bên gần 1 mét đảm bảo cho lưu thông và hai xe ô tô ngược chiều có thể tránh nhau, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, Thừa Thiên Huế đang trong mùa cao điểm xây dựng tất cả công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các phương tiện vận tải chở đất đá, vật liệu xây dựng quá khổ quá tải là gia tăng. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số tuyến đường huyện mạch qua địa bàn các xã Phong Sơn, Phong Xuân, huyện Phong Điền. Từng đoàn xe tải gắn logo Hùng Đạt, Việt Thắng, Bảo Thái với kích thước thành thùng lớn, xe chặn tạm bờ nối đuôi nhau trên đoạn tuyến quốc lộ 11B. Những vệt xe in hằng nền đường, từng đoàn xe phóng nhanh, thổi bụi bay mù mịt. Đây chủ yếu là loài xe tải trọng lớn, bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy xe cơ nới thùng chở cỏ ngọn. Lưu thông trên quốc lộ 1A đến tỉnh lộ 11B hướng vào dự án cao tốc Cam lộ La Sơn. Không chỉ ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm, xe tải trở thành hung thần cho người dân sinh sống dọc hai bên đường tỉnh lộ 11B. Không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên tuyến đường này mà nguyên nhân trực tiếp đến từ những chiếc xe tải phóng nhanh vượt ẩu. Hai mẹ con mà đi chung với nhau á là tấp quá bên lề mà cũng xịt nữa là bồ luôn á, thấy tay ẩu lắm, tay mà thấy còn về bọt coi á, bọt coi là làm mình giật mình lận. Khi mua mà ngày mua mà có công an lên á là mới có hơi ngưng lại, còn lứa nếu mà ngưng lại nhưng hạn chạy băng đi chờ tai nạn chứ, cũng có ngay nữa cũng có tai nạn luôn đó chứ, mà hơi nhẹ đó chứ, nên đây đoàn nữa đấy. Lý do phải đang bị thế nào? Vì đoàn nữa bị nhố lên ba đá bắp đá bố. Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 75C05776 của doanh nghiệp vận tải Hùng Đạt. Theo thông số kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cung cấp thì chiều cao của thùng xe này chỉ có 95cm. Nhưng qua đo đạc thực tế, thùng xe này có chiều cao 150cm, vượt quá quy định 60cm. Điều này đồng nghĩa với chiếc xe này có thể chở được một lượng đất san lấp gần gấp đôi so với tải trọng cho phép. Đây là một trong những lỗi khá phổ biến mà công an huyện Phong Điền đã xử lý trong thời gian vừa qua. Xác định tỉnh lộ 11B là tuyến đường trọng điểm về nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều phương tiện di chuyển qua lại phục vụ cho cao tốc Cam lộ La Sơn. Hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Phong Điền bố trí lực lượng tuần tra chốt chặn. Tuy nhiên, công tác tuần tra cũng gặp không ít khó khăn do khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều tài xế đã cho xe di chuyển vào các tuyến đường dân sinh hoặc chọn cách dừng xe, tắt máy đổ bên đường. Bên cạnh một số lái xe và chủ hàng
sau khi bị xử phạt đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số chủ xe, lái xe có hành vi khi đặt trầm cân đã vòng vo, né trạm, tìm cách tránh trạm, đã tìm các tuyến đường khác để đi. Và một số lái xe có hành vi chống đối, bỏ lên xe, đóng cửa lại, không xuất trình giấy tờ, kéo dài thời gian, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trong thực tế để triển khai công tác thì khi lực lượng chức năng phối hợp với các cơ quan như là thanh tra giao thông để kiểm tra tải trọng thì hầu như là các phương tiện nghỉ trong cái thời gian chúng tôi phối hợp. Ngoài ra thì để thực hiện các cái cao điểm cũng như là thực hiện các cái chuyên đề để xử lý dứt điểm các cái hiện tượng trên thì đội cũng đã bố trí độc lập các tổ công tác. Thì trong quá trình xử lý thì đã xử lý nghiêm các phương tiện, do đó khi có lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện để xử lý thì các phương tiện là thường né tránh. Nhà thầu áp lực tiến độ thi công, chủ phương tiện vì lợi nhuận bất chấp cả quy định giao thông. Trong khi đó, cơ chế phù hợp giữa các lực lượng vẫn còn nhiều bất cập, đã khiến cho tình trạng xe quá khổ, quá tải có dấu hiệu ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn lách luật khi bị lực lượng chức năng xử lý. Giải pháp nào để xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải? Đây là câu hỏi cần được cơ quan chức năng làm rõ để góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.